bức ảnh này được chụp cách đây hơn nửa thế kỷ rồi đây là cô kim loan lúc này vẫn là cô kim loan chứ chưa phải là cô bồng tuyền với giải thanh tâm mình biết là giải thanh tâm là một giải rất là cao quý nhưng yeah. mà các bạn trẻ hiện nay không có biết những cái tiêu chí để mà một cái nghệ sĩ được vinh danh thì xin cô tuyền chia sẻ giải đó xét về tài năng xét về sắc chốc ca ngâm và đạo đức Yeah. khi mà một người nghệ sĩ mà đủ hội tụ những điều kiện đó thì mình mới được người ta chấm giải cho mình lúc bây giờ nếu mà mình làm cái gì uh, có một cái scandal nào là, là coi như mình không được dạ yeah. yeah. mình phải ca hay nè yeah. diễn giỏi nè đẹp xin lỗi yeah. nha mm -hmm. phải đẹp nữa mm -hmm. phải có sắc dốc và mm -hmm. yeah. trước tiên là đạo đức làm chuẩn yeah. yeah.